Chào mọi người, quay lại kênh máy khôn cũ của mình nhé. Thì hôm nay mình lại có một số sản phẩm, một số đồ chơi mới giới thiệu tới mọi người. Nói chung là giá thì nó rẻ xì xì à. Đầu tiên thì rất là cảm ơn những cái like và đăng ký của mọi người giúp kênh ngày một phát triển. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ giới thiệu một số sản phẩm và mới ngày hôm nay và báo giá. Sau đó thì mình sẽ đi vào chi tiết nha mọi người. Đầu tiên là có cái này. Một số người cứ nói mình lấy bút thử điện về bán đi. Thì đây mình lấy bút thử điện về bán nha mọi người. Đây. Mình sẽ bán với combo là 2 cây 30 ngàn rất là nặng, hoặc là 1 cây 20 ngàn, tùy theo mọi người. Mọi người mua 2 cây thì tính ra cây có 15 ngàn thôi. Mà mình thấy giá này thì khá rẻ rồi. Tại vì ở trên Shopee thì mình thấy nó bán 27 ngàn, ở Lazada thì mình thấy nó bán 24 ngàn. Nhưng mà tại vì mình cũng muốn xem làm gì, nhưng mà qua cái kinh nghiệm trước là có một số bạn cứ nói mình bị ngạo giá hạ. Sao không tham khảo các sàn điện tử mà bán thế này thì kia, nên mình cũng tham khảo đấy. Tham khảo xong rồi mình giá, mình chỉ cần cảm thấy là giá có lời thì mình sẽ bán à. Chứ không cần thiết phải là cắt cổ đâu. Rồi tiếp theo là bộ này. Bộ này thì khá là đã mọi người này. Cái tay này nặng lắm, cứng ngắt à. Tay này là tay vặn góc. Đó, vặn góc nha mọi người, vặn góc. Hoặc là như thế này. Đó. Và kèm theo 10 cái đầu vít dẹp này, ba kè này, sao này. Đó, để mọi người vặn. Và còn có cả cái đỡ này nữa. Đó, bằng xù dẻo. Để mọi người sử dụng khá tiện. Một bộ này chỉ có 30 ngàn thôi, một tay vặn và 10 cái đầu vít như thế này. Đó, mọi người mua 10 cái đầu vít này là hơn 30 ngàn thôi nhé. Rồi, 30 ngàn nhé mọi người. Đó, tiếp theo là cái này mày hay này. Đó, mình về được kia đống này mày hay mọi người này. Nhíp nhựa pha carbon. Nhưng mọi người biết thì nếu như mà nhựa Nhíp á, mà nó phải có đồ như thế này, hay là có đồ giống kiểu cái đồ như là xó nóng qua nóng ra, thì là nếu như mà nhựa không á thì nó không có cái đồ đánh hồi. Đúng rồi, đồ đánh hồi. Nhưng mà cái này á, nhíp người ta pha thêm carbon, người ta pha thêm sợi carbon nên là nó nhẹ và có đồ đánh hồi. Nếu như mà riêng carbon không á thì nó sẽ bị cứng, bị giòn, dễ gãy, nhưng mà nó nhẹ. Còn nếu như nhựa không á thì nó không có đồ đánh hồi, nhưng mà nó sẽ dẻo và nặng. Cái này là người ta pha nhựa và sợi carbon. Đó, nó rất là rẻ luôn nha mọi người. Nó có 8 màu đây. Mẫu nhòn này, mẫu băng này, mẫu mỏ vịt, mỏ bò công như đây này. Đó, 8 màu lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 màu lên nha mọi người. Đây, mẫu dây to này, nó có 8 màu, và 8 màu đó mình sẽ bán một combo là 8 màu như thế này, mỗi mẫu một combo như thế này chỉ có 30 ngàn thôi. Mọi người tính đi, tin ra nó chứa tới 4 ngàn một cái nữa. Ở đó chứa tới 4 ngàn một cái nữa, rất là rẻ luôn. Một combo 8 cái nhíp nhựa pha carbon như thế này 30 ngàn, chứa tới 4 ngàn một cái nữa. Rất là rẻ luôn nha mọi người, chiều nào mình sẽ đi vào chi tiết cho mọi người xem. Đó, và có cái này. Cái này mình thấy mọi người có một số bạn bán nhiều rồi này. Hôm nay thì mình mới về cái này. Dây rút nhựa. Chỗ thì gọi dây rút, chỗ thì gọi dây thít, chỗ thì gọi dây nịt. Nói chung là dây này là 10 phân nha mọi người, dài 10 phân. Và nó một gói như thế này. Đây. Để bên trong mọi người xem. 10 phân. Một gói như thế này là 1.000 cái. Thường á, những người mà làm tủ điện á, làm tủ điện thì cần phải buộc dây lại, buộc từng sợi hoặc 2-3 sợi từng này, thì dùng cái sợi dây này là chuẩn rồi. Còn nếu không, mọi người muốn dài hơn thì mọi người có thể nối dây rút, nối 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi lại với nhau rồi mọi người rút vẫn được nha mọi người. Vẫn nối dây rút được, dây rút là nối được nha mọi người, nối rất là nhanh và tiện. Còn không á thì dùng buộc tủ điện hay buộc các cái nhỏ như thiết bị điện tử hoặc dây nhỏ á, dây điện á, thì dùng cái này là chuẩn nhất, không cần thiết phải mua sợi dài to phí tiền. 1.000
1.000 cái trên một bọc như thế này, giá chỉ có 40.000, 40.000 nhá, 40.000, nó khá là nặng, khoảng tầm gần nửa ký, 40.000, được chưa? Ok, khả năng gần nửa ký á, 40.000 một bọc như thế này, 1.000 cái, tha hồ mà dùng. Nếu như mà mới dùng ít chứ hả, một bọc này phải dùng 2-3 năm, chỉ xác 2-3 năm. Còn như dùng tủ điện thì các anh dùng tủ điện thì cột đã xong là sái bấm vứt cột dài đôi này kia thì một công trình hoặc là hai công trình hết bọc đôi này kia cũng nít, nhưng mà giá thì nó rẻ nhá mọi người. Rồi tiếp theo là những sản phẩm mà đã có trong video trước, thì có một số người là mới xem hoặc là chưa xem thì mình sẽ giới thiệu lại những sản phẩm trong video trước cho mọi người xem để tiền mua hàng luôn nhá mọi người. Đây một số sản phẩm cũ này, bút, bút có thước đó, có thước kẹp, rồi cử máy máy khuôn đâu này, thước kẹp bằng đồng này. Đó, à mình sẽ báo giá luôn cho mọi người nhé. Cái bằng đồng 60 này, cử 25 này, Eto Mini 60.000 này. Bút 4 cây 20.000 này. Bao trộm cửa một cái 50 này, dao điêu khắc 1 30.000 một bộ này, dao điêu khắc 2 hết cho mọi người. Dao điêu khắc 3 58.000 một bộ này. Dao điêu khắc 4 98.000 một bộ này, dao cầu râu 60.000 một bộ. Đèn pin siêu sáng, đầy đủ pin sạc 120. Đèn pin laser, thân máy không bao gồm pin sạc 120. Đó. Bộ vít 24 đầu. Bộ vít 24 đầu 80.000. Đó. Sạc iPhone 80. Hộp co nhiệt 530 ống. Đầu tiên 90. Đó, motor 20.000. Kẹp motor để kẹp mũi khóa nó này kia 25.000. Sạc điện thoại dùng cho khẩn cấp từ 6V cho tới 24V 20.000. Đồng hồ dầu, sơn dầu này còn có 2 cái này, 40.000 cái này. Đo nhiệt độ 30.000, loa Bluetooth 100.000. Đó. Đầu vít chuyển qua bua lông 40. Đầu khoan chuyển qua vít 60. Sạc mạch sạc dự phòng có màn hình hiển thị 45.000. Đó, đồng hồ đo điện AC 35.000, đồng hồ đo điện DC 25.000. Móc treo đồ nghề thao tác trên cao 80.000. Đó, bộ đưa tốc 30, cây lan mạch xà 50, móc rút 35 cái. Cái gì? Đồng hồ đo áp suất chân không 50.000. Mũi khoan đa năng 3 mũi 680 60. Jack DC nổi nhanh 10.000. Ví đèn năng lượng mặt trời dùng chế làm đèn khẩn cấp, đèn dự phòng. Đó. Rồi lại là combo 15 mũi vít nhỏ 30.000. Đèn LED 12V. Đó, LED cốp 12V, LED cốp 220V 50W 55.000. À hụt chi hôm nay móc ra thấy con 3 cái kìa, 25.000 mọi người kìa. Bạc đàn 22.000. Quạt thì tất cả là kim loại hết, made in Japan luôn. 100.000. Dao 70.000 một bộ, ví 50.000 một cái. Áo Olympic chất liệu cô tông 100%. 100.000 một cái. 3 cái 300 miễn phí ship, 10 cái tặng một cái miễn phí ship. 500 hôm nay hết rồi. 500 thì chắc khoảng phải nửa tháng này mới có 500 lại nha mọi người. 500 này không phải là đồ Trung Quốc đâu, hít chí đàng hoàng nha. Nhưng mà bây giờ hết rồi, khoảng nửa tháng là mới có lại. Cái này cái gì? Kim đo đồng hồ. 2 cặp 50.000, 1 cặp 30. Búa Kabushi. Búa Kabushi là của Nhật, ai nào của Trung Quốc thì mình chịu. 80. Kim chết Crossman 85.000. Bánh xe 350 một bộ. Cái gì? Bơm hơi. bơm xe đạp, xe máy, pháo, ô tô 4 chỗ đồ này kia 250. Kéo cắt kênh SK5
nhập em dòng V9 80.000, đó, tay tập thể dục 30.000, đá mai nhật 70.000, pin tổng hơi chỉ trụ máy hand cell hoặc là gọt cell pin 120, bộ cơ lý ZT 12 món, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 món chứ, 14 món, 300, máy mai, hai đá, một bên là đánh bóng, một bên là đá vừa, 1 triệu, sóng tính dầu 45, giá đỡ điện thoại 2, cái này không có cái hít, không phải cái hít mà không có mình dán 30, giá đỡ điện thoại 1, có mình dán để bàn hoặc để ô tô dừng được hết 40, tay tập thể dục 30. Rồi, hôm nay là có những sản phẩm đó nha mọi người. Bây giờ mình đi giới thiệu những sản phẩm mới ngày hôm nay trước này. Đến là xe máy đấy. Đến là xe máy chân hạt 4. Hôm nay chỉ còn từng đó thôi, hôm bữa. Công nhận. Mọi người ủng hộ mình rất là cảm ơn. Có bao nhiêu ta? Khoảng hơn 200, 300 mấy cái á. 300 mấy cái, hết hơn giờ còn từng này thôi. Kẹp bình ắc quy. Đó, rồi mình sẽ đi báo giá hết cho mọi người nhé. Đầu tiên thì mọi người cho mình giới thiệu trước cái bột thử điện này nhé. Rất là nhiều người kêu mình lấy bột thử điện về bán thử. Đây. Mình bóc đài thử một cây trước nhé. Đây, khi mọi người test thì cầm nó như thế này và để tay mình vào thì là có điện. Thì là nó sẽ sáng như thế này. Đây là đo điện, phát hiện điện ở trong người mình nhé. Đó, nó sẽ nhấp nháy như thế này nhé. Đó. Còn nếu như mà không cắm vào ổ điện, không cắm vào ổ điện mà mọi người đưa như ở ngoài như thế này, thì cũng sẽ phát hiện có điện, thì nó sẽ nhấp nháy. Ok. Đưa gần tới như thế này thì nó sẽ nhấp nháy. Được chưa? Còn ở đây này, nếu như mà đây, cảm giác nhé. Đây. Ủa? À, không phải nhấp nháy. Đúng rồi. Do trong video là nó không có bắt được cái hình ảnh cho nên nó nhấp nháy nha mọi người. Nhưng ở ngoài nó nhấp nháy đây. Đây. Đây chân mát này. Ở ngoài là nó đứng yên chân nhấp nháy thế này nhá. Đây, đây chân mát này. Là màu xanh nha. Rồi. Đây chân chân nóng thì nó sẽ có thêm màu đỏ nữa. Mọi người thấy không? Chân nóng thì nó sẽ có thêm màu đỏ nữa. Chân mát thì là nó chỉ là màu xanh thôi. Ở ngoài nó không nhấp nháy như vậy đâu. Ở trong nó mới nhấp nháy nhá. Cái camera nó bắt được. Đây, còn cái này do điện. Đây. Mình đang để ở ngoài ổ điện. Ngoài ổ điện nhá. Không cắm vào nhá. Là nó màu xanh. Thế này. Ok. Tại đây sáng quả nó không do được này. Tại đây. Gần gần điện á thì nó sẽ nhấp nháy. Đây. Đó, mình đưa xa ra quả thì nó không co do được. Đưa sạc vào. Đưa xa ra thì nó không do được nhá. Sạc vào. Đó, thấy không? Nó vẫn do điện, có do điện nha mọi người. Đó. Còn cái này thì là đo mát này. Ok này. Ở ngoài nó không nhấp nháy vậy đâu nhá. Còn lửa này, nóng này. Nóng thì nó sẽ có thêm màu đỏ nữa nhá. Đó. Rồi, cây này thì mình đo kích thước cho mọi người này, nó cũng nhỏ thôi, như các bút thử điện thông thường thôi nha mọi người. 14 phân. Đó. Cái này á thì mình sẽ bán là một cặp này 2 cây. 2 cây là 30.000. 2 cây bút thử điện này là 30.000 và nếu như mọi người là tính là 15.000 một cây. Còn nếu như mọi người mua 2 cây à 1 cây rẻ thì 20.000 một cây nha mọi người. Bút thử điện này. Rồi. Tới là nhịp carbon. Nhịp này là nhựa pha carbon nha mọi người. Thì là như thế này. Mình cũng có giải thích hồi này đó đúng không? Nếu như một mình carbon không á thì nó sẽ là nhẹ nhưng mà giòn, dễ gãy. Đó, còn nhựa không á thì nó sẽ nặng và dẻo, không có độ đàn hồi như thế này. Nên nhịp này người ta pha giữa nhựa và carbon để cho nó nhẹ là thứ nhất, thứ hai có độ đàn hồi. Đó, nhịp này nhịp nhựa. Nhựa pha carbon nha mọi người. Thì mọi người biết là ai làm điện tử hay làm những cái gì mà sợ chập, sợ nở này kia thì cần phải dùng tới nhịp nhựa này. Nhiều khi mọi người gấp một con linh kiện nhỏ xí xí à, để vào một chỗ rất là chật hẹp như thế này, các kỳ nhịp sắt á rất là dễ hư nha mọi người.
chở cái nhịp nhựa này. Đó, chở cái nhịp nhựa này. Rất là tiện đó nha. Đó, này, thịt này. Được chưa? Đó, thì là ở đấy á, nó có 8 mẫu nha mọi người. Này, nhịp băng này. Đó. Nhịp nhọn này. Đó. Rồi nhịp băng nhỏ này. Thấy không? Nhịp băng to này. Nhịp mỏ vịt này. Đó. Đó, ok. Hoặc là nói chung là nhiều. Rồi nhịp như thế này là như kiểu cái gấp của cái cậu này. Đó. Thấy chưa? Nó có 8 mẫu nhá mọi người. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mẫu. Thì mình sẽ bán một combo 8 mẫu đó, mỗi thứ một cái, có nghĩa là 8 cái nhíp. Nhíp nhựa phá carbon. Nó chỉ có giá 30 ngàn. 8 cây 30 ngàn nha mọi người. Tính ra một cây chưa tới 4 ngàn. 4 ngàn thì sẽ thấy là 32. 32 ngàn mới được 4 ngàn một cây nha mọi người. Đây là 30 ngàn. 8 cây. 30 ngàn 8 cây nhíp. Không thể rẻ hơn nữa. Rồi, tiếp theo là cái này. Cái này là kia bộ vặn vít góc. Vặn vít góc nha mọi người. Đó, cầm như thế này vặn. Đó, vào các góc kẻ tủ hoặc kẻ xe máy đâu này kia, những cái chỗ khó vặn á, thì là mọi người đưa cái đầu này vào. Hoặc không thì chỗ dài thì mọi người cầm như thế này mọi người vặn. Đó, hoặc là cầm như thế này mọi người vặn. Đó, được chưa? Nó một cái tay cầm này nặng nha mọi người, không phải nhẹ loại tàu lão đâu. Đi kèm với 10 cái đầu vít, 10 đầu vít này. 3 đầu dẹp 456 và 4 đầu ba ke PH0, PH1, PH2, PH3. Đó. Và 3 đầu sao T15, T20, T15 như thế này. Chỉ có giá 30 ngàn. Đó, giá 30 ngàn đó mọi người chưa mua được 10 đầu vít này nữa nha mọi người. Chưa mua được 10 đầu vít này nữa. Ở ngoài thị trường á. Đó, đầu vít này là đầu vít ngắn để mọi người có thể bỏ vào góc cho nó tiện. Đây, thế này đây. Ví dụ. Đó, vào đây có bí nào giữ này. Đó, vậy là bàn thôi. Được chưa? Hoặc không thích nữa thì bỏ vào đây. Đó, bỏ vào đây, vặn như thế này. Đó, rất là tiện nha mọi người. Chỉ có 30 ngàn thôi. Rồi, một bộ như thế này 30 ngàn. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là dây rút. Thì bình thì hay gọi dây rút, có chỗ thì gọi dây nịch, có chỗ thì gọi dây thích, rồi đồ này kia đủ thứ à. Thì bây giờ là mình cứ gọi chung là mình nói là dây rút đi nha mọi người. Một bao như thế này là 40 ngàn. Nó là dây rút 10 phân, dây rút dài 10 phân, bản của nó 2.5mm, được chưa? Đó, và một bịch như thế này là 1 ngàn cái. Tha hồ mà dùng nha mọi người, 40 ngàn một bọc, 40 cái. Đó. 40 ngàn một bọc như thế này, 1 ngàn cái, thì mọi người khỏi phải là suy nghĩ. Dây rút này ngắn như thế này, mọi người muốn nối thì nối dây rút dễ, từ cái này nối qua cái này, cái này nối qua cái này, mọi người thích nối thêm 4-5 sợi gì cũng được, tùy mọi người. Còn nếu như những anh làm tủ điện hay buộc vặt ở nhà thì là 10 phần này là quá chuẩn rồi, sợi dây điện có bao lớn đâu. Nhiều là mà từng này to từng này, sợi dây điện to từng này thì ngay ở dây này buộc ra, còn những dây nhỏ thì ở cái này buộc là chuẩn đấy nha mọi người. Đó. Là một tủ điện hả, một công tinh thì một báo này là ngát. Đó, được chưa? 40 ngàn nhá. Rồi, tiếp theo cho mình giới thiệu qua mấy cái bên đây. Led cốp 220V. Cái này thì dùng để thay thế cho các cái bóng đèn. Bóng đèn LED ở nhà mình nhá. Nó bị hư, bị hỏng nó gì thì mua cái này về úp thẳng vào cái tấm nhôm sẵn có trong bóng đèn, hoặc là có thể bỏ thêm một xíu nhôm tản nhiệt để cho nó tốt, càng tản nhiệt tốt thì nó càng bền nha mọi người. Cái này là này, kích thước của nó 4 6, bên này 4, bên này 6, led cốp 220V. Mọi người chỉ việc đổ thẳng, bỏ cái driver của kia bóng đèn đi, đổ thẳng vào đây RN, đây RN 220V, được chưa? Đó là sử dụng được thôi, tản nhiệt tốt cho nó được 50W, 55 ngàn nha mọi người. Bóng siêu sáng 50W, 55 ngàn.
Để mình để thử cho mọi người xem này. Đây, có một tấm ở đây. 55.000 một tấm. 50 quạt nha mọi người. Đó, ở ngoài nó sáng lắm. Ở trong video thì nó bị cái điện thoại nó không có thu được ấy. Nên nó bị nhòe nhè, bị nhòe gì thôi nha. 50.000 một tấm nha mọi người. 220 V. 50W, 55.000. Đó. Tiếp theo là cái LED năng lượng mặt trời này. Cái này á thì là đa số là khách của bình thường là người ta mua về để chế cái đèn khẩn cấp hoặc đèn dự phòng, vì nó chỉ sử dụng một cell pin 18650 như thế này thôi là có thể dùng làm đèn khẩn cấp được rồi, đèn dự phòng được rồi. Còn nếu như mà mọi người thấy là ít á, mọi người mắc song song vào nhiều cell vào. Còn cái này bình thử cho mọi người xem thôi nha, chứ bản tấm LED không bao gồm cái này đâu nha. Bản tấm LED á là tấm LED này, mạch bảo vệ này, sensor này và remote như thế này, được chưa? Đó. Giá này đã bao gồm remote nha mọi người. Đó. Tấm này là 200W. Thì là pin sẽ là bảo giá xong rồi đó kích thước lại cho mọi người nha. Tấm 200W này 150.000. Tấm 100W này 100.000. Nó đã bao gồm remote nha. Remote không cũng 50.000 rồi. Tấm 60W này 80.000. Rồi đó kích thước cho mọi người xem này. Tấm 200W này 20 11, được chưa? 20 11, tầm 200W 150.000. Tầm 100W 14 5 9, 100.000 100W. Tầm 60W 11 5 7.2, được chưa? 60W 80.000, mua về làm đèn năng lượng mặt trời, thay cho đèn năng lượng mặt trời hoặc là làm đèn dự phòng, đèn khẩn cấp gì đó tùy mọi người. Rồi, tiếp theo là cái đèn LED 12V này. Đèn 12V nha mọi người. LED 12V, LED cốp 12V. Đó. Bình bản á thì sẽ không đi kèm cái chân jack này đâu. Jack này mọi người mua riêng nha. Đây là bình nữa để dễ tẻ thôi, dễ tẻ cho nó nháy tiền thôi nha mọi người. Đây, cắm vào cho mọi người xem. Đây, 12V nha, lấy cốp nha. Đó. Lấy cốp 12V. Đó, cái này thì chỉ làm đèn dự phòng hay là đèn 12V kẹp pin nhật quý hay đi ngoài đường hay bán hàng rong đó gì đó tùy mọi người, rất là tiện. 30.000 một tấm nha. 30.000 một tấm nha mọi người. 30.000 một tấm. Jack DC. Jack DC này thì 10.000 một cặp. Cái này thì để cho mọi người khỏi phải cắm nhầm hư thiết bị này. Âm này, dương này, dương này. Đó, mọi người chỉ việc bắt vít vào đây thôi. Bắt vít vào đây thôi. Jack DC nhá, rất là nặng. 10.000 một cặp. Đó, bắt vít vào đây thôi. Rất là tiền nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cái kẹp pin nhật quý này. Kẹp pin nhật quý này á. Đó, mọi người muốn kẹp dây điện nhỏ thì mọi người kẹp ở trước đây. Đó, như thế này. Còn kẹp cọc pin nhật quý lớn á thì kẹp chỗ này. Được chưa? 3 cặp 20.000, 3 cặp có nghĩa là 3 cái đỏ, 3 cái đen là 20.000 nhá. Tiếp theo là mũi khoan đa năng. Bình bản một combo 6-8-10 như thế này. 6-8-10 là mũi 6, mũi 8, mũi 10. Mũi này thì khoan tường, khoan gạch men, khoan sắt gì tùy mọi người. Có 4 cành hợp kim như thế này này. Đuôi là đuôi lục giác. Đuôi lục giác này thì mọi người có thể sử dụng máy bắn vít được, máy khoan đầu kẹp được. Nhưng mà ngược lại đuôi tròn thì mọi người không sử dụng máy bắn vít được nhé. 60.000 một bộ như thế này. 6-8-10. Mũi khoan 6-8-10. 60.000 một bộ 3 mũi. Tiếp theo là cái đèn LED siêu sáng dùng cho xe máy này. Thì đợt trước nhiều lắm. Giờ còn vài cái mình đợi bán tiếp. Đây, đầu tiên là LED 1, LED 1 bán hết rồi. Còn LED 2 này. LED 2 là cái loại này nha mọi người. Đây, mọi người muốn xem kích thước thì cho kỹ thì xem lại cái video trước cho mình.
Video này mình giới thiệu qua mấy cái nữa thôi. Cái này á là pha trắng cột vàng, pha này, pha là màu trắng này, được chưa? Cốt là màu vàng, đó màu vàng, pha trắng cột vàng, pha trắng cột vàng, được chưa? Chấn hạt 4 nha mọi người. Cái này là 160.000, 160.000 bị câu, được chưa? Tiếp đó là led 2 này, led 2 160.000 bị câu. Tiếp theo là cái led 4 này, led 4 này thì là có giá là 120.000, thì nó ở đây, nó mỗi mặt này là có 3 chip led và nó có 4 mặt thì 4 mặt led này thì thành ra là 12 chip led. Ở trước này có 4 chip led và một cái bí câu nhỏ nữa sẽ thành 16 chip led. Mình cũng sẽ thử cho mọi người xem. Cái loại bí câu này là nó đưa thẳng ra phía trước, còn cái loại này á, loại này nó sẽ tỏa ra cái chỏ của mình và cái chỏ của mình đưa tới phía trước nha mọi người. Cột này, pha này, cột này, pha này, à đâu, pha, cột này, pha này, cột này, pha này, đó, được chưa? Cái này á là led 4 120.000 một bóng, led 4 120.000 một bóng. Tiếp theo led 5 là cái loại này, loại này thì đuôi đèn để mọi người gắn đèn hầu, gắn đèn hầu hoặc là đèn xi nhan thôi nhá. Đây, nó mỗi mặt nó có 2, 4, 6 chip led, 2, 4, 6 chip led và nó có 5 mặt là 30 chip led. Ở trước nó có một cái bí câu nhỏ có 3 chip led nữa, tổng của nó là 33 chip led nha mọi người. Cái led 5 ấy á, thì có giá là 80.000, led 5 80.000. Và cái cuối cùng là cái này, cái này là led 6 60.000, thì nó như thế này đây. Cái jack này không có nha, jack này là mình cắm vào cho dễ test nha mọi người. Cái này thì hoàn toàn nó bằng kim loại này và có một con ốc như thế này. Rén này rén 10, mọi người có thể dùng để làm đèn gầm hoặc đèn chiếu lốp hoặc đèn chiếu hông. Mọi người chỉ cần khoan một lỗ khoan 10, đút nó vào và nó lại. Đột nó vào và nó lại, rồi xong sẽ thành là đèn gầm hoặc là đèn lốp hoặc đèn hông. Và led nữa nhá mọi người, chip led này, sử dụng led nên rất là tiết kiệm điện, đời cho mình 3 6 12 12 chip led này. Bây giờ mình tải thử cho mọi người xem. Giấy này thì nó dài khoảng tầm 40 phân á, rồi tải thử nhá. Led 6 này là 60.000 một cái. Cái jack này là mình bắt vào đây để tẻ cho nó nhánh thôi, chứ không phải sẵn nó có đâu. Đây, đó, được chưa? Mọi người thấy nó không được sáng lắm đúng không? Tại vì cái môi trường quay video của mình nó đã rất là sáng rồi. Đó, chiếu vào như thế này mọi người mới thấy được này. Đó, được chưa? 60.000 một bóng nha mọi người, 60.000 một bóng, là 6. Rồi, xong tới cái đó rồi thì mình sẽ là qua tiếp cái đồng hồ mấy cái này này. Đợi mình một xíu nhé, mình lấy tới đây luôn cho nó khỏi. Đây, cái này là đồng hồ đo điện DC mọi người này, đồng hồ đo điện DC. Nó là màu xanh. Không có em kèm cái jack này đâu nhé, jack này mình bỏ vào tải cho nhánh thôi. Đây, đây, đo điện DC nó đo từ 4.5 cho tới 100V DC nha mọi người, 4.5 cho tới 100V DC, màu xanh lá cây. Cái đồng hồ DC này thì có giá là 25.000 một cái. Đồng hồ DC 25.000. Rồi, tiếp theo là cái đồng hồ AC. AC là đo điện điện nhà mình nhá. Đây này. Thì thường thường mọi người hàn cái này, bắt cái này vào kim nó đồng hồ á, hoặc là vào sợi dây phích cắm để mọi người kiểm tra. Thì đây cái này là 35.000 một cái này, đồng hồ AC này. Mình sẽ test vào cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ thì mình đang để như thế này, để vào cái phích cắm để mình cắm thẳng vào cái ổ cắm để test nha mọi người. Hàn vào đây. Rồi bây giờ mình tải thử nó này.
Đó, điện điện ổ cắm hồi nãy mình test nha. Đây. Ồ. Trời trời. Điện nhà bây giờ bình thường là 230. Hôm nay tới tới 243 này, được chưa? Điện nhà bao giờ nó cũng làm dư nha mọi người. Đó. Điện nhà bao giờ nó cũng làm dư hết. 200 cái này là đồng hồ AC 35 ngàn một cái nhá. AC là đó, điện nhà mình 35 ngàn một cái. Tiếp theo nữa là bộ điều tốc này, bộ điều tốc motor thì nó có giá 30 ngàn một bộ. Điều tốc motor 30 ngàn một bộ. Đây. Mình sẽ test thử cho mọi người xem. Điều tốc là bộ đó, còn đây là những thứ mình bỏ vào test này. Cái này rất là đơn giản nha mọi người. V cộng, V trừ là mình sẽ là đi vào nguồn. Nguồn thì từ 4.5 cho tới 35V. M cộng M trừ là mình đi ra motor như thế này. Bây giờ mình test thử cho mọi người xem này. Cắm nguồn cái. Hiện tại ở đây thì mình đang test nguồn 12V. Này, đèn sáng này. Rồi, nhanh chậm nha, điều tốc nha mọi người. Rất là chậm này. Tắt luôn này. Ok. Rồi. Cái bộ điều tốc này thì có giá là 30 ngàn nha mọi người. 30 ngàn. Điều tốc 30 ngàn. Rồi tiếp theo là bộ đèn rì. Bộ đèn rì set này thì mình bán rất là nhiều rồi, giờ cũng còn ít thôi. Nó bao gồm là ba cái chổi này, ba cái chữ T này và ba chổi lớn. Đây mình sẽ nhặt tới cho mọi người xem. Một combo là 9 cái, ba cái chổi này này này. Giá nó chỉ là 30 ngàn thôi nha mọi người. Cũng gần hết rồi. Chổi đèn rì nhỏ này, một chổi nhỏ này, chổi lớn này và chỗ chữ T này này. Cái này thì đầu của nó đầu 3 ly, mọi người có thể kẹp vào máy máy khuôn hoặc máy khoan đầu kẹp á, để mọi người đánh reset đâu đều được đó, đánh reset hoặc đánh bẩn. Ok, 9 cái 30 ngàn nha mọi người, một combo 9 cái như thế này 30 ngàn. Tiếp theo là cái dây dẫu mọi người này. Cái dây dẫu này thì có giá là 40 ngàn một cái, 40 ngàn một cái nha. Đây mình tải cho mọi người xem. Đây mọi người nhìn nhá, ở đây là không có dấu gì nha mọi người. Mấy cái dấu này là dấu thử cũ này. Nhấn vào đây. Đó, nhấn cái tạch một cái là nó sẽ ra một cái dấu như thế này để cho mọi người khoan. Được chưa? Đó. Mọi người có thể sử dụng đến sắt, đến sắt này. Rồi gì nữa ta? Sắt này, tường gạch này, rồi là gạch mé đâu này kia để cho nó khỏi bị cháy nha mọi người, rất là hay. Cái dấu ở 40 ngàn một cây nha mọi người, 40 ngàn một cây. Rồi còn cái gì ở đấy nữa nhỉ? À, cái vịt này. Vịt này á, đây. Vịt này thì mọi người xem này. Nó là đâu bà ke nhá. Cái này thì nó có hai cái cành bướm ở phía dưới này này, để mà dùng cho máy mà máy vịt điện mà thụt lên thụt xuống, thụt lên thụt xuống này thế này này. Còn nếu như mọi người không có máy đó thì mọi người có thể dùng máy khoan đầu kẹp kẹp vào đây để vặn được. Cái chính của cái này á là như thế này, mọi người xem này. Này, có những cái mũi á thì nó in chữ Vexcel như thế này. Vexcel như thế này. Có những mũi á thì không. À, mũi này cũng có này. Nhưng mà nó đi chung một lỗ với nhau hết nên toàn đồ xịn thôi nha mọi người. À đây chỗ trừ việc xe cho pé nó này. Ở đây cũng có. Có tí đấy có hơi bị cao nhỉ. Có những mũi thì không có đâu. Ví dụ như mũi này không có này. À, mũi đây cũng có. Nói chung là tí đấy có mũi có chữ việc xe. Ủa sao nhiều thế này. Có những mũi không có đấy nha mọi người. Thôi thì mình có nói chung như vậy đi. Những mũi này không có này. À có. Ủa
mùi này không có này đó. Cái này á thì đây nó là ba ke đó, nhọn như thế này nha mọi người. Cái đầu này á, đầu này là hai ly này, đầu này hai ly này, đầu này bốn ly này, đầu này bốn ly này, được chưa? Và chiều dài của cái này hình như mình nhớ là nó là 6 phân thôi bạn, đúng là 6 phân, được chưa? Thì một bộ một combo này là 15 mũi, có giá 30 ngàn nhá, 15 mũi 30 ngàn, 15 mũi đó 30 ngàn nhá mọi người. Rồi tiếp theo là con cái gì này, à hụt chi bên mới nhặt ra con 3 cái 25 ngàn một cái này, hụt chi này đó. Thì mũi hàn này là dùng cho những cái tay hàn như thế này mọi người này, tay hàn như thế này này, chứ không phải là dùng cho cái mũi hàn điện bình thường của mình đâu. Năm mũi mới ba 50 ngàn, năm mũi 30 ngàn, năm mũi 50 ngàn nhá. Đó có móng ngựa, có nhọn, có tê đồ gì đó. Rồi tiếp theo là bộ dao này, bộ dao 5 món này có giá là 70 ngàn nha mọi người. 1, 2, 3 con dao, một cái múc và một cái trợ tím gì đó. Rồi cái quạt này là quạt 24V, quạt 24V Ikarafen luôn, made in Japan luôn. Cái này bằng kim loại hết nha mọi người, nhìn này này, để không phải bẩn đó, mình để không phải rỉ, mình chui cái nào ra này, tay chui nhẹ cái nào ra này, được chưa? Đó ok, chui nhẹ cái nào ra chứ không phải rỉ đâu, thấy không? Mở ra đây thấy không? Cái này là kích thước của nó á, ở đây là 12, ở đây 12, nhưng có cái cục u này đấy, nó bính thì nó có cái mạch chứ trong đó là 14, được chưa? Thì cứ gọi là 12 14 đi. Quạt bằng kim loại hết 24V. Cái này là 100 ngàn một cái nha mọi người. Tiếp theo là bạc đàn. Bạc đàn thì là bạc đàn 68 6005ZE của Nachi Japan. Phía ngoài này á là 55 này, ở trong này 22 này, cao thế này là 1/2 này, 12, được chưa? Cái này thì ở ngoài này kiểu lúc này là su này, nếu mọi người có thể làm bánh xe, rulo, băng tải, băng truyền nó gì đó tùy mọi người. 22 cái, 22 ngàn một cái. Mọi người mua 10 cái thì mình sẽ báo ship cái đó nhá. Riêng sản phẩm đó nhá. Rồi, ví, ví thì 50 ngàn một cái. Đây. Nhiều mẫu lắm, mình cũng sẽ giao đài thôi nhá, 50 ngàn một cái này. Tai nghe không dây, à tai nghe có dây, 30 ngàn một cái. Tiếp theo là cái gì đây, móc rút treo đồ nghề đây, treo một dải ở trên bàn làm việc, rồi treo những cái dưới giá điều khác hay những cái nhẹ nhẹ xuống, mình làm việc xong thả cái nó rút lên, rất là tiện. 5 cái 30 ngàn, 5 móc rút 30 ngàn. Đồng hồ đo áp suất chân không điện tử, được chưa? 30 à, 50 ngàn một cái. Thì như đây mình có thử một cái này, có thể thử cho xem này. Cái này thì là mình báo cho mọi người là lấy đồng hồ đồ đàng hoàng, còn mình không có hụt chân không để mình thử cái nửa của nó nha mọi người. Thổi hơi vào thì nó cũng đâu có lấy đâu, vì nó là hụt chân không á. Rồi chưa, ở ngoài nó không nhấp nháy vậy đâu, nhưng mà điện kỳ camera mình thu được, mà của nó DP2-20, cái này của Japan đó mọi người này. Đó 12-24V, có chân chủ thích ở đây hết, được chưa? Nâu và xanh, ấm và dương, được chưa? 50 ngàn một cái nhá, đồng hồ đo áp suất chân không điện tử, 50 ngàn một cái. Rồi ở đây là có cái lăn mặt xa, cái lăn mặt xa bằng nhôm lạnh đó. Hiện tại nhiệt độ ở chỗ này đang 32 độ mà nó vẫn đáng lạnh mọi người này, nhôm lạnh rất là sướng. 50 ngàn một cây, được chưa? Đây đó, sẽ chặt lại mà xa vai gãy đâu chứ cũng rất là tuyệt. Mình thích cái này làm ở nơi cổ á, cổ sau vai á, rất là đà. Cái này là móc treo đồ nghề để thao tác ở phía trên cao, thao tác phía trên cao nha mọi người, 80 ngàn một bộ. Cái này là đầu vít, đầu của một đầu là 6.35 dùng cho máy bàn vít, một đầu là bô lông. Bô lông thì nó có 1/4 này, 3/8 này, 1/2 này, và có hai màu trắng đen như thế này. Mình sẽ giao ngẫu nhiên cho mọi người. Một bộ vít trường có bô lông như thế này là 40 ngàn nha mọi người, 40 ngàn.
Còn cái này là từ đầu gai của khoan bê tông này chuyển qua đầu 6.35, là đầu bằng kỹ thuật bằng tốn gì đó tùy mọi người ra này, từ mọi người ra nhá. Đó, nó có hai mẫu như thế này, đen và trắng như thế này, thì nó có giá là 20.000 một đầu nhá. Tiếp theo là cái này là đầu chuyển từ máy bằng vít qua máy khoan đầu kẹp, qua mũi khoan đầu kẹp từ 0.5 cho tới 8 ly. Một đầu chuyển này thì là 60.000, tất cả nó bằng kim loại hết chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Rồi đi ra ngoài đây. Qua bên đây giới thiệu tiếp từ chỗ này qua tới chỗ bên kia nhá. Tiếp theo là kia thước kẹp bằng đồng này mọi người này. 60.000 một cái. Ở trên đây thì in, ở dưới đây thì mét. Đó, cái này bằng đồng 100% nhá. Đây, mọi người xem này. Đây, đây cũng nằm chấm siêu hít của mình này. Nó không hít luôn nhá. Đó, không hít nhá. Nằm chấm này thì mình hít khoảng nửa tháng là mới có hàng lại. Hàng thì tất chí đàng hoàng nhá. Đây, cái này thì tối đa là 8 phân. Đó, tạo đây là 8 phân. Còn cái này thì dài 10 phân nha mọi người, dài 10 phân. 9 phân rưỡi á. 4 phân. Ok, thước kẹp. Thước kẹp bằng đồng. Được chưa? 60.000 một cái. 60.000 một cái nha mọi người, 60.000 thước kẹp. Tiếp theo là cái Eto Mini. Eto Mini này thì cũng 60.000 một cái này thì mình bán khá là nhiều rồi. Ok. Đây, mình test thử cho mọi người xem này. À, mình đo thử cho mọi người xem này. Cái này mở rộng tối đa là 3 phân thì phải. 3 phân hay 3 phân rưỡi gì ạ? 3 phân. Ngang ở đây là 3 phân rưỡi này. 3 phân 2. Đó, rộng tối đa như thế này là 10 phân, à 9 phân mọi người này. Cao. Cao 8 phân ở đây. Còn không tính cái này nhé. À, khoảng cách ở giữa này thì 4 phân rưỡi, 3 phân rưỡi á. 4 phân á. Đó. 60.000 một cái nhá, Eto Mini, 60.000 một cái. Rồi, tiếp theo là cái này. Cái này là cái cử để vào máy may khuôn. Vào máy may khuôn hoặc là máy may mỹ nghệ đâu của mọi người á. Bắt vào đây để có thể nâng hà lên để chỉnh độ nóng sâu của mũi này. Hoặc là mọi người có thể di chuyển như thế này để phay. Đó, di chuyển như thế này để phay nha mọi người. Đó, cái cử này thì 25.000 một cái. Cử mai 25.000 một cái. Cái này là bút này. Bút này thì là bút này á thì mọi người có thể là viết. Đây. Mọi người sử dụng để viết đôi gì đó thì tùy mọi người này. Đó, được chưa? Và có cái thước kẹp cho mọi người đo này. Đó, cho thờ cơ khí hoặc thờ mộc đôi như thế này kia thì cũng rất là tiện nhá. Đây. Đó, được 10 phân rồi nha mọi người. Đó. Ok. Và nếu như mà dùng hết á thì mọi người rút cái này ra, thay bằng cái ruột bút bi thông thường của mình vào là ok. Đó, 4 cái 20.000. Bút thước 4 cái 20.000. Bút thước 4 cái 20.000 nhá. Sao con sót một bộ giáo liệu khác hai ở đây thế này? 45.000 một bộ giáo liệu khác hai, con sót bộ này. Đây cái bảo trộm nha mọi người. Cái bảo trộm lắp vào hai cánh cửa như thế này, hoặc là một cánh cửa cũng được, thì một cái lắp cố định, một cái lắp vào cánh cửa. Buổi ngày thì mình tắt như thế này đi, buổi đêm thì bật lên. Đó này, nó của nó ở đây này, nó hé ra một xíu thì nó sẽ kêu nha. Rồi để vào như thế này thì nó hãy kêu này. Cửa mình cũng có thể hở được nha mọi người. Đó, hở tối đa đây. Đó, chênh nhau cả một phân này, chênh nhau một phân vẫn được, thì có nghĩa cửa thì không thể nào là xịt hoàn toàn được nha mọi người. Cho nên con vật có thể chỉnh được, không sao hết. Và mọi người có thể chỉnh đi chỉnh lại.
50 ngàn một cái bảo trộm nhá, tha hồ ngủ ngon. Nó tiếng kêu của nó đến tới 90 dB. 90 dB là buổi ngày thì mọi người thấy bình thường thôi, buổi tối hả nhức óc luôn nha mọi người. Đó, 50 ngàn một cái, 50 ngàn một cái bảo trộm. Rồi bộ giá điêu khắc này, bộ giá điêu khắc thì là mình có 3-4 loài, nhưng mà loài giá điêu khắc thì ai hết rồi. Con loài giá điêu khắc một này thôi, con mấy loài này thôi, đây rưỡi này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rưỡi như thế này, và một cái cán bằng kim loại như thế này thì có giá là 30 ngàn. Mọi người, đây là giáo điêu khắc 1, 30 ngàn. Mọi người có thể dùng để là làm gì ta, sao nhỉ, cào răng xe này, cào răng xe máy này, khắc gỗ này, khắc đất sét này, nhựa này, hoặc là gọt những thứ mình muốn nha mọi người. Cái này thái dao thì cũng rất là đơn giản, kéo cái này, vặn cái này ra, đưa cái này xuống, rút ra, thái dao thôi. Đó, bộ dao được khắc một này thì có giá là 30 ngàn một bộ, được chưa, 30 ngàn một bộ nhá. Đó, rồi bộ dao được khắc hai này thì hết rồi, còn một bộ này thôi. Bộ dao được khắc ba, bộ dao được khắc ba là bộ này. Nó bao gồm là cái này á, thì mọi người có thể mai được này, có thể mai là được. Nó là, để ra cho mọi người xem, dao điêu khắc 3, 50 ngàn một bộ. Nó có 5 dao bằng cán gỗ như thế này. Đây này, một dao chữ U lớn, một dao chữ U nhỏ, một dao chữ huyền, một dao ngang, và một dao vuông 45 độ, vuông 90 độ, được chưa. 5 dao, dao điêu khắc 3, 55 ngàn. Và cuối cùng là bộ này là dao điêu khắc 4, có giá 95 ngàn. Dao điêu khắc 4, 95 ngàn, thì là nó có tới 12 lưỡi dao cán gỗ. Những bộ, những bộ là bộ 3 và bộ 4 này thì có thể mai được nha mọi người. Đây, rất là nhiều đầu ở đây. Đó, được chưa, rất là nhiều đầu ở đây. 95 ngàn, dao điêu khắc 4, 95 ngàn nha mọi người. Cái này thì điếu khắc hoặc cào rắn xe máy hoặc là đồ này kia làm gì cũng được. Gọt nhựa, gọt gỗ, thích làm gì ra. 95 ngàn nha mọi người. Tiếp theo là đèn pin chiếu sáng 120 ngàn. Này, cái này á, thì nó đi kèm này, sạc này. Cái đế này á, là để chuyển đổi dùng viên pin 3A, pin tiểu á. Để mọi người dùng 3 viên pin đó. Hoặc là mọi người, nó là nếu như mọi người không có pin nữa ống nhá. Còn không thì là nó đi kèm một xe pin lithium như thế này, cái này chữa cháy thôi. Đó, như thế này nha mọi người. Đó. Cái này á thì nó có ánh sáng zoom và ánh sáng tỏa, sạc thì sạc ở đây này. Không sạc thì để lại. Đây là ánh sáng zoom này. Được chưa? Zoom mà zoom nhỏ lại một chỗ và nó sẽ đi rất xa. Còn đây là ánh sáng tỏa này. Đó, tỏa là tỏa ra như thế này. Đó, được chưa, tỏa ra. Mọi người thấy đấy nhỏ nhưng mà đi ra cái diện tích rộng á thì nó sẽ rất là rộng nhá. Còn đây là dùng này này, đó thì rất là xa, được chưa. Đó, rất là xa. Cái bộ này á, đèn pin năng, đèn pin siêu sáng này á, nó có giá là 120 ngàn nha mọi người. Cái này là bằng nhôm hết, bằng nhôm hết chứ không phải bằng kim loại đấy nha. Đèn pin siêu sáng không phải bằng nhựa đó nha, 120 ngàn. Tiếp theo là cái đèn, đây là giá này, giá của nó là 120 ngàn, nhưng mà nó không bao gồm pin sạc, nó chỉ thân đèn không thôi. Pin 18650 thì ai cũng có sẵn rồi, được chưa. Cái này khác những cái khác là cái đèn này á, là cái chân dương nó đi về phía trước này nhá. Đó, chứ như những cái đèn khác là chân dương đi vào phía trong này này. Đó, được chưa. Cái này thì có hai chế độ sáng, một chế độ sáng là nhiều sao đồ này kia này. Đây, đó. À, xoay thế này. Thấy chưa? Tay mình xoay ở đây này, chứ không phải là nó tự động xoay đó nha. Tự động xoay thì phải có cái motor. Đó. Đây, cái này là mình quay buổi tối nha mọi người. Đó. Cái mà chuyển này á là do mình xoáy cái ống của nó ở đây này. Mình xoáy cái ống kính của nó. Đó, nó có cái ống kính để mình xoay chuyển độ nha mọi người. Đó. Đó, mình xoay nhanh cho mọi người xem này. Đó. Rất là hay. Và nhất là để xoay trên trần nhà hoặc là ngoài đường thôi chứ.
trên tường thôi, cho con nít chơi cũng hay, người lớn cũng hay nhau ấy. Người lớn thì thường thường là không dùng cái này mà bỏ cái lăng kính này ra. Bỏ cái lăng kính này ra để chiếu sáng một tí, chiếu xa lắm. Theo thông số của nhà sản xuất là chiếu được 2 cây số luôn kìa. Nhưng mà điện thoại mình thì không thể chiếu quay được 2 cây số được. Rồi bây giờ mình bỏ cái lăng kính này ra để xem một tí nha mọi người. Đây, cái này là một tia này. Đó, bỏ cái ống kính ra thì nó sẽ một tia cho mọi người. Một tia như thế này. Chiếu rất là xa. Đây. Nó xa lắm. Đó, bên nhà người ta kìa. Ồ, chiếu sáng cả nhà người ta luôn. Đó, bên kia khách sạn bên kia kìa. Đó. Xa lắm, cái điện thoại mới lưỡi không có quay kịp. Quay tới được nó, hoặc là mình chiếu ở trên trời này đó, mọi người thấy cái đường đường sáng không? Đường sáng như thế này có nghĩa nó rất công suất nó rất là lớn, rất là sáng thì mới có được cái đường sáng như thế này nhá mọi người. Đó. Nó chiếu cả cái đường sáng mà cả cái là cây nó sáng theo này. Đây, cái này là mình tải từ trên nặng mọi người này. Đó. Trên nặng nha. Đó, mọi người thấy kia ánh sáng này, đây. Kể cả trời nắng mà nó vẫn vẫn thu được ánh sáng này, thấy không? Rồi, bây giờ mình lắp cái đầu hoa vô này. Đây, cái này mình lắp cái đầu hoa vô này. Mọi người thấy không? Nó vẫn sáng nha mọi người, vẫn thấy được ánh sáng nhá. Đó. Đó thấy không? Đây là đang ở ngoài trời nắng nhá. Đó, đang ở ngoài trời nắng. Cái này mình để mình thấy cho mọi người thấy được là cái độ sáng của cái này này rất là sáng nha mọi người. Đó. Đang ở ngoài trời nắng nha. Bây giờ mình sẽ chiếu từ xa nha mọi người. Chiếu xa đang trời nắng nhưng mà mình vẫn zoom tới nhưng mà vẫn thấy được kia ánh sáng vẫn ở như thế. Mình zoom tới cho mọi người xem. Đó rồi nha. Đó, mọi người thấy cái ánh sáng ở đâu xa đâu đó không? Đó là mình zoom tới đó. Còn xa được nửa kìa. Nhưng mà cái điện thoại mình zoom không tới nhau ấy. Ở ngoài trời nắng mà cái ánh sáng nó được như vậy đó. Thì buổi tối là bao nhiêu nữa? Đó, thấy không? Được chưa? Hoặc là chiếu một tia thì mở cái này ra để mọi người có thể là ngắm bắn hoặc là để vào các thiết bị dòi đâu này kia. Đó, chiếu một tia. Hôm bữa mình thử xa xa kinh khủng lắm, theo thông số của nhà sản xuất là xa được tới 2 cây số luôn kìa. Đó, đó thông số của nhà sản xuất thì là 2 cây số, 120.000 một cái nha mọi người. Mình có video tải thử cho mọi người xem, 120.000 một cái. Rồi, cái này là bộ vít 24 đầu. Rồi, rất là nhiều món. Tam giác, cộng cộng cộng, trừ trừ, sao 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 đó, đây sao nữa này, tam giác này, móng ngựa này, đủ thứ nha mọi người. Đó, nó có ký hiệu hết trong mấy đây và đi kèm một cái tay vặn như thế này. Tay này là bằng nhôm chứ không phải bằng nhựa đâu nhá, cho nên mọi người yên tâm sử dụng để vào có 500 là hít lại. Cái này thì mọi người sửa máy tính, sửa máy tính, điện thoại, máy in, PC, CPU, cái gì mọi người thích sửa cũng được hết. Rất là tiền nhá. Một bộ này thì khá tiền rồi rồi. Một bộ vít 24 món này có giá là 80.000. 80.000. Rồi, tiếp theo là bộ dao cạo râu này. Bộ dao cạo râu này thì có 24 đầu hai lưỡi. 24 đầu hai lưỡi và một cái cán như thế này có giá là 60.000 thôi. Một bộ này mọi người dùng cả năm. Dùng cả năm mới hết nhá. Tiếp theo nữa là cái bộ này. Bộ này là ống có nhiệt. Ống có nhiệt để mọi người bọc. Bọc cái gì ta? Mình là bọc cái gì nhỉ? Bọc dây điện đó mọi người, bọc dây điện ở ngoài người nổi á cho nó an toàn, đừng có dùng dây nếu như mình dùng nhiều á thì mình mới dùng băng kéo thôi, còn dùng ít á hoặc là có những vị trí cần thì phải dùng băng kéo thôi, còn dùng ít á thì mình dùng cái này. Nó không bị chảy nhựa và rất an toàn nha mọi người, đẹp nữa. Đó. 530. Đây là có 530 khúc ống như thế này. Mọi người mua một cái này dùng cả năm. An toàn tiện lợi. Được chưa?
Ok. Đó, 90.000 một hộp có nhiệt này nha mọi người, 90.000 một hộp có nhiệt này. Rồi, bây giờ mình qua giới thiệu tiếp cái phía bên đây này. Phía bên đây còn mấy cái ở bên đây này này. Tai nghe Bluetooth hết rồi, còn một bộ mẫu này nữa thôi. Bộ mẫu thì để lại mình xài đi. Mình cũng chưa có người ta nghe Bluetooth để dùng. Đây, sạc iPhone cổng tai C. Cổng tai C nha mọi người. Đây, cổng tai C này, một cổng tai C, một cổng Lightning này. Được chưa? Đây, cục sạc rất là nặng. Ok, bộ này mới nha mọi người. Nhưng mà mọi người hỏi mình có chính hãng không thì mình xin thưa, chính hãng không có giá này nhá, Trung Quốc nhá. Chính hãng là gì có giá này? Hôm bữa mình mới tham khảo ngoài Thế Giới Di Động á. Một cục này không bao gồm giấy nha. Hãng là người ta cho thêm giấy chân cho cục sạc này, ở cho cô kia cục nguồn này. Thì một cục nguồn này có giá 650 nha. Đó là hàng tạm được thôi nhá. Chứ phải hàng xịn nha mọi người. Còn cái này ở đây thì mình đang bán với giá 80.000, 80.000 iPhone 14 Pro Max. Đó, 14 Pro Max. Cái 14 á thì có thể sạc được cho những dòng thấp hơn. Nhưng những dòng thấp hơn thì sạc cho 14 khá là khó khăn. Có cái thì không nhận thiết bị, 80.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái motor này. Motor này là motor 550 đầu chữ D. Motor 550 đầu chữ D nha. Đây, chữ D này thì mọi người có thể bắt phích hoặc làm gì vào đây để nó khỏi chạy này. Rất là tiện, 550. Nó sử dụng từ 12 cho tới 18V. Một số người có hỏi mình là tại vì sao không đo kích thước. Thì mình nói là motor 550 ấy, là nó có một cái chuẩn riêng của nó rồi. Hoặc 775 nào cũng có cái chuẩn của nó rồi nên không cần thiết phải đo đâu mọi người ạ. Nó có cái chuẩn rồi. Mình bảo là không cam kia jack và sợi giấy nữa đấy nhờ. Nó là như thế này thôi này. Đó, cái này là bình hàn vào để tẹt cho mọi người xem thôi nha mọi người. Đây. Đây, đây là đang 12V. Mọi người có thể sử dụng là 12 hoặc 18V. Đó, thường thường là dán sợi giấy vào kia giấy vào đấy để nó quay phật 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 cho mọi người thấy. Nhưng mà mình chưa dán cái giấy vào đây thử nhé. Đó, 20.000, chỉ có 20.000 thôi. Motor 550, 20.000 một cái. Không thể rẻ hơn nha mọi người. Tiếp theo là cái này đi. Cái bộ kẹp. Kẹp, mình gọi chúng nó là kẹp motor. Đây, nó là đây. Nó có 1, 2, 3, 4, 5. 5 đầu tụt ra như thế này. Và một đầu như thế này để kẹp mũi khoan hoặc mũi mài, mũi này kia gì đó. Tuy mọi người nói là từ 0.5 cho tới 3 ly. Được chưa? 5 mũi như thế này, 0.5 cho tới 3 ly. Đó. Mình hiện tại mình bắt thử một cái vào đây cho mọi người xem này. Đó, bắt thử một cái vào đây cho mọi người xem. Và mình đang kẹp mũi khoan 3 ly đấy nhá. Đó, thấy chưa? Và đây, cái đầu chữ D thì nó tiện ở chỗ này mọi người này. Có thể bắt vít. Đó, bắt vít để giữ lại. Đó, bắt vị trừ lại cho nó cứng nhá. Đây là mình đang test thử rồi. Còn mình bán là bán một cái bộ kẹp này là 25.000 này. Kẹp motor 25.000. Đây. Ok. Mọi người có thể chế làm khoan nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ hoặc kẹp khoan những cái mũi nhỏ xíu á. Hoặc là mai gì đó tùy mọi người, tua nó thì rất là cao và nó có thể sử dụng tới 18V nên tua con thể có thể cao hơn được nữa nha mọi người. Đây. Đó, hiện tại thì mình đang làm như vậy, còn bộ kẹp motor này là 25.000 này. Tiếp theo là cái gì nhỉ? À đây. Cái này. Nam châm. Nam châm này thì mình sẽ gọi chúng nó là nam châm vít nha mọi người. Tại vì mình còn một kia loại nam châm treo đầu nghe nữa. Thì mình sẽ gọi nó là nam châm vít. Nó có giá là 30.000. Tại vì sao mình gọi nó nam châm vít? Vì nó để vào như thế này. Rồi nó sẽ trợ lực cho mũi vít này của mình. Để hít những cái mà... hít những cái vít đó á. Cho nó khỏi bị rớt. Đây mình hít cái này. Cái này là cái đầu chuyển từ máy khoan bê tông qua bàn vít. Đó. Như thế này, nặng như thế này mà không rớt thì còn vít thì nó sẽ không rớt được đâu nha mọi người. Đây. Đó, đưa ra ở đấy á, có nghĩa là do mình đưa ra cái chỗ mũi khóa này này. Cho nên nó không có trợ lực vào được.
chứ không phải là nó xá không xá được, nhưng mà vẫn xá được. Vậy là cái này nó nặng mà. Đó. Ok. 30 ngàn một cái nha, 500 vít. Mọi người nói dùng pin 500 vít kẹo nhầm với 500 treo đồ nghề nha mọi người. Rồi gửi sai rồi thiếu đồ cực lắm. 500 vít 30 ngàn. 500 vít 30 ngàn. Rồi tới cái này. Ui. Đèn ôn bé. Đèn ôn bé con mấy bóng cho mấy. Mấy bóng cho mấy để bán cho hết luôn. Đèn USB. Đèn USB thì đèn này là mọi người dùng để cắm vào cục sạc dự phòng để mình đi chơi, đi phượt, đi câu. Hoặc là cắm vào cục sạc điện thoại như thế này. Đó, à, cổng này cổng tai xế tiếng được, cổng USB chứ. Cắm vào cục sạc điện thoại để mọi người thắp sáng buổi tối như làm đèn ngủ đó này kia. Rất là tiện và nhà điện nữa nhá. Tiện và nhà điện nhá mọi người. Có 30 ngàn, 5 cái. 30 ngàn, 5 cái bóng như thế này. Ở đâu rẻ hơn đâu. Rồi, đồng hồ đo áp suất có dâu này hiện tại bên chỉ còn 2 cái thôi. 40 ngàn một cái. 40 ngàn một cái đồng hồ đo áp suất có dâu. Tại vì là sao mình nói nó vậy? Nó ở phía trong này nó có dâu để bôi trơn để gì hoạt động đâu này kia gì đó. Đại khái như vậy. Nó hàng made in China nhưng mà hàng này hàng sản xuất cho Nhật nha mọi người, xuất đi nha. Nó rất là chất lượng, toàn bộ ở đây là inox hết. Và ở sau đây có một cái đầu ren 10. Đó, cái hàng này thì mới 100%. Đó, chưa qua sử dụng nhá. Người ta còn có lưu ý ở đây này, lưu ý đâm lủng trước khi sử dụng này. Đâm lủng cái này thì nó thoát hơi để cho cái dầu này nó hoạt động thì mới dùng được nha mọi người. Nó lưu thông thì mới dùng được. 40 ngàn một cái thì mình cũng chỉ còn 4 3 2 cái thôi. Đồng hồ đo áp suất có dầu. 40 ngàn một cái. Được chưa? Đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ thì hiện tại ồ hồi này 32 giờ 33 rồi này. Trưa nắng rồi, 33 độ rồi này. Ở bên thì khá là nắng. Hôm nay là nở đây. Đây, cái này thì có đi kèm một sợi dây 1 mét và một cái sensor cảm biến nhiệt độ ở đây này. Được chưa? Mọi người có thể để nửa nó vào nước hoặc để ở trong phòng rồi để cái đồng hồ này ở một vị trí khác để mình theo dõi nhiệt độ ở cái vị trí mình để cái sensor này. Được chưa mọi người? Mình đang cầm vào cái sensor này này. Thì nó sẽ tăng nhiệt độ thôi. Đó, thấy không? Đo nhiệt độ 30 ngàn một cái. Đo nhiệt độ 30 ngàn một cái. Tiếp theo là cái loa Bluetooth. Loa Bluetooth này thì là mình có hai màu, màu trắng, à, màu xanh và màu đỏ. Ở video trước mình có test thử nhạc cho mọi người xem. Thì là bên bản nó với giá là 100 ngàn một cái nha mọi người. 100 ngàn một cái. Hàng này hàng phố chưa có dán tem. Được chưa? Hàng này hàng phố chưa có dán tem. Về thì người ta sẽ dán GVL, Boss, rồi BMB đôi chia này kia vào đây. Thì giá nó sẽ khác. Đó, 100 ngàn một cái nha mọi người. Đó, 100 ngàn một cái. Loa Bluetooth. À, video trước mình có test rồi nhưng mà nói chung là test mà có cái chỉnh một cái nhạc bản quyền đôi này kia. Nó hay bị mất tương tác video lắm nên mình không có test nhiều. Mọi người thông cảm nhé. Tiếp theo đây là cái kéo, kéo cắt dây điện. Nhưng mà mình thấy cái kéo này cắt dây điện, cắt thẻ, cắt gì cũng được hết. Đó. Chỉ có 45 ngàn một cái thôi, mình bán rất là nhiều cái này rồi. Đầu tiên mình sẽ thử cho mọi người cái này. Cái này sợi dây cáp quang, hai bên có hai sợi dây cáp cường lực. Đó, thì cái này phải kềm chuẩn mới bấm được cái này này. Còn kềm không cắt được cái này đâu. Nhưng mà kéo này này, đó. Thấy chưa? Rồi. Dây thép này, dây thép buộc này. Đó. Đó. Chưa? Dây điện đôi này. Này, có một số người á kêu là em cắt không được anh ơi. Cắt như thế nào? Kềm là khác, kéo là khác mọi người nhá. Kéo mà mọi người để như thế này. Đó. Như thế này thì làm sao cắt được, đúng không? Đơn giản, kéo thì cầm, ta phải ti vào. Đó. Đó, thấy nó bén không? Đó. Đó, ok. Đó, dây đồng đâu đang hoàng. 45 ngàn một ký nha mọi người, chỉ có 45 ngàn thôi. Tiếp theo là cái này. Cái này là kim đo đồng hồ 50 ngàn 2 cặp. Mọi người mua một cặp thì nó sẽ có giá là 30 ngàn. Một cặp thì giá là 30 ngàn. Loại này thì là siêu chất rồi. Đây. Mọi người xem này.
có bọc bảo vệ này. Cái này là siêu nhọn nhá mọi người, siêu nhọn để mọi người đo những cái chỗ mà mạch điện tử những con nhỏ 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 á, là cần phải cái nhọn như thế này. Rất là nhỏ luôn. Đó, đưa sạc tới cho mọi người xem này. Rất là nhỏ nữa nha. Cho nên nó phải có cái bảo vệ như thế này này. Phải có cái bảo vệ như thế này thì mới bảo vệ được cái đầu nhọn này. Đó, dùng xong mọi người phải bỏ ra nhá. Ở phía sau này, nó vẫn có cái bảo vệ đấy nữa này. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó. Mọi người mua một combo 2 cặp, tỷ giá của nó 50.000. Còn mọi người mua một cặp thì là 25.000, 30.000 nha mọi người. Mua một cái, một cặp thì là 30.000, mà hai cặp là 50.000. Đây, đây là một cặp này, 70.000 này. Đây một combo 2 cặp là 50.000 này. Được chưa? Tiếp theo là cái áo này. Áo này là áo của Olympic Nhật, sản xuất năm 2020. Dùng cho Olympic Tokyo Nhật 2020, được chưa? Hàng này là hàng mới 100%, không phải hàng SIDA nhá. Đã, không phải hàng đã qua sử dụng nhá, nhưng mà hàng tồn kho thôi. Mọi người xem này, nó là made in Bangladesh. Giá mới là 2.500 yên. Khoảng đâu đó 500.000 tiền Việt Nam một cái áo này á. Mùa hè rồi, mọi người mua không tập thể thao thì mua mặc ở nhà cho nó mát nhá. Áo này mặc rất là đã nha mọi người. Mặc ở nhà cho nó mát. Cái này có 4 size, size S là người 50kg trở xuống. Còn size M 60kg trở xuống. Size N là từ 70kg trở xuống. Và 70kg trở lên thì mọi người mua size XL cho mình nhá. Đó, giá của nó là 100.000 một cái. 3 cái là 300 thì mình sẽ miễn phí ship. 10 cái là 1 triệu thì mình sẽ báo ship cho mọi người và tặng một cái. 10 cái là tặng một cái nha mọi người. Đó, rồi tiếp theo qua tiếp những cái phía bên đây. Những cái phía bên đây nữa là cũng sắp hết rồi. Tiếp theo là bộ cao xí nha mọi người. Đây, bộ này thì là 0.25kg. Nó in luôn cả cái chữ Kabushi ở phía trên đây này. Kabushi này thì là, mình nói sao nhỉ, nó là của thương hiệu của Nhật. Còn sản xuất thì là bây giờ ở đây nó không ghi để sản xuất, nhưng mọi người có thể quẹt mã vạch của nó ở đây để kiểm tra này. Được chưa? Đó, bùa Kabushi này 80.000 một cái nha mọi người. Bùa là bùa thép, cán nhựa đặc. Đó, ở đây có bọc su này, cầm rất là êm tay. 80.000 một cái. Tiếp theo là kim chế Crossman. Kim chế Crossman này, Crossman là thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Crossman đây. Cái này là mới 100%, không phải là cũ đâu nha. Đó, răng riết đâu ok hết này. Đó, 85.000 một cái nha mọi người. 85.000 một cái. Kim chế Crossman. Rồi, tiếp theo là kéo cắt canh. Kéo cắt canh thì là mình về kiểu là kéo cắt canh này, nó là nói sao ta, đây, nó là thép EK5 mọi người này. EK5 Japan. Dòng này dòng V9, có dòng V7, V8 nữa. Dòng V9 này mới nhất nha mọi người. Đây, lưỡi rất là bén, cắt đã lắm. Đó, ok. Nào mình sẽ đem qua vườn cắt thử cho mọi người xem. Còn trong video thì mình không có chạy qua vườn cắt thử được. Đó, để mình đem qua vườn mình cắt thử cho mọi người xem nhé. Kéo cắt canh, kéo cắt canh này thì 80.000 một cái nha mọi người. Nó có đi kèm một cái lò xo thay thế nữa này. 80.000 một cái. Tiếp theo nữa là đá mai này. Đá mai thì là cái đá mai này đợt trước mình có bán nhiều rồi. Đợt này về lại, đá mai này của Nhật nha mọi người. Này, Made by Japan. 180-320. 180-320 này có nghĩa là cái mặt này là mặt thô này. 320 để mọi người mày phá này. Mặt 180 chắc quên. Còn cái mặt này là 320 này, là mặt mày mình để mọi người mày sắc này. Hiện tại nhà mình cũng đang dùng cục đá này. Mà giá rất là đã. Đá mai này thì vẫn đáng giá là 70.000 một cục nha mọi người. Này, trước đây giá nó cao lắm.
Bây giờ giá nó hạ thì mình sẽ bán hạ theo. Đá mài 70 ngàn một cục, đá mài Nhật nha mọi người. Rồi, tiếp theo là bộ này. Okazeki này. Nó có 14 món. Đây. 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 24, 6, 8, 10, 12, 14. 14 món, 14 món nha mọi người. Đây. Ví dụ như cái này, đây. ZT USA Standard là nó sản xuất theo công nghệ của Mỹ nha mọi người. Đây, độ hoàn thiện thì phải nói là chuẩn. Ngon nha mọi người. Đó. Thì nó đi kèm với kia túi kia báo đồ nghề như thế này này, để mình khỏi bị để nhầm này, để lộn này. Thấy không? Nó có ghi số đâu. Và ngắn để đã hoàn hết. Chữ ở trên đây nó là một tấm sú và dập nổi ở trên đây này. Cảm giác rất là xịn nha mọi người. Đó. Bộ này thì giá của nó là 300 ngàn nhé. Bộ cái đấy 300 ngàn. Bộ này nó nặng tầm khoảng tầm hơn 2 ký á. Khá là nặng. 300 nhá. Rồi, tiếp theo là cái piston hơi này. Piston hơi này thì để mọi người chế trụ hàn xeo. Trụ hàn xeo là thứ nhất. Thứ hai là cái để gọt xeo pin nhá mọi người. Hiện tại tại trên thị trường thì mình thấy là đa số là ai cũng dùng cái pin mà pin tháo máy á. Thì là phải gọt kia ba dở của nó đi. Đó phải gọt xeo pin. Đó, thì cái này đơn giản làm cái trụ như thế này. Hơi vào thì nó đóng xuống. Hơi ra thì nó hít tới, nó nhảy tới. Rồi ở dưới này mọi người để một cái sách chữ V ở phía dưới này nữa. Là mọi người làm thành cái sách chữ V đó, mọi người để cái xeo pin vào. Làm thành cái gọt xeo pin, ok có gì đâu. Tiến nha mọi người. Thế này đây. Đơn giản vậy thôi. Gì mà mình thấy người ta bán mấy gọt xe pin 5-7 triệu mình thấy cũng choáng luôn á. Cái này hay tin là 2 phân nha mọi người. Xe của mình 18650 mà cái này 2 phân là vừa ok này. Đó. Rồi. Cái này thì là dài này tổng thể là 9/8 ngang là 8/4 dài là 4/7. Được chưa? Hơi vào hơi ra đây. Có những cái là nó bị gãy cái này rồi. Thì cái này về mọi người bắt buộc cũng phải thay thôi. Thay cho phù hợp nha mọi người. Thường thường thì sẽ để thành ông 8 hoặc 10 gì đó. Nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình thôi. 120 ngàn. Cái này là nhôm. 120 ngàn mà cái này nặng khoảng tầm 1,5 ký. Nó nặng chứ không phải nhẹ đâu nhá. Thì tính ra nó chỉ hơn giá nhôm phế liệu một xíu thôi nha mọi người. Hơn giá nhôm phế liệu một xíu thôi. 120 ngàn. Tiếp theo nữa là bộ bánh xe của KTC nha mọi người. KTC KTK Chơ KT Food. Nó là hàng này, mọi người xem này. Đây là chữ Hàn Quốc nhá. Đây là thương hiệu của Hàn Quốc nhưng mà hàng sản xuất ở Trung Quốc. Thì cái này thì mọi người cũng rõ rồi. Hàng nước nào cũng vậy, Trung Quốc, Nhật hay Mỹ thì đa số bây giờ sản xuất ở Trung Quốc thôi nhá. Đây, một bộ này là 4 bánh như thế này. 4 bánh. 4 bánh như thế này nha mọi người. KTC. Đây. Đây. À có một số người hỏi mình cái chỗ này chất liệu là gì. Thì để mình xem nào. Nó như là gán phá mọi người ạ. Nó như là gán phá. Còn chỗ này thì là sắt này. Đó. Sắt này. Để mọi người hàn hoặc bắt vào nhé. Cứng nhé. Cái này thì để giảm trọng lượng cho nên nó làm bằng gáng phá thôi vậy. Đó. Bộ bánh xe KTC này thì là đây, 4 bánh để bắt tủ. Trọng lượng của nó thì theo như nhà sản xuất đưa ra là nó là được 500 ký nha mọi người. 500 ký. Đó. Nó có thể nâng hạ cái bánh này này. Đây. Nâng hạ cái cục sú này này. Đó. Để cho cái tủ mình đứng yên không bị chạy này. Nghe một chỗ này. Và cái kích thước của nó nha mọi người. Hàng này là mới 100% nhưng mà để ngoài bài thì có reset một xíu ở những chỗ này á thì mọi người thông cảm nhá. Đây. Nó hạ xuống tối đa hình như được 10 phân rồi nha mọi người. 10 phân rồi đấy.
9 phần rưỡi, con hà xuống được thêm xíu nữa kìa. Rồi bánh này là bánh 60 nhá. 60 ở đây là 6 phân thì bạn, à 60 này, 6 phân này. Được chưa? Rồi là cái kích thước của cái này. 7/2. 7/2 nó đã đi kèm theo cái bộ ốc để mọi người bắt được mọi người này, đi kèm theo bộ ốc này. Cái này mới chứ không phải cũ đâu nha. Đó, bánh này. Mọi người xem ốc này. Đó. Quay nữa đi. Đó, được chưa? Rồi là mọi người muốn xem từ đây xuống tới bánh là 8 phân nha mọi người. 8 phân. Đó, được chưa? Một bộ này á, một bộ bánh xe này thì mình đang bán với giá là 350 nha mọi người. Bộ bánh xe KTC này thì có giá là 350.000. 4 bánh. Đó. 4 bánh nhá, 350 nhá. Mới nha mọi người, mới chứ không phải cũ đâu. Chẳng qua nó về theo đường đầu bài nên mới có cái giá này thôi. Chứ không ở đâu có cái giá bánh xe này 350 đâu nha mọi người. 350.000. Được chưa? Rồi, tiếp theo là cái bơm hơi này. Bơm hơi này thì là mình đang bán với giá 250.000. Nó sử dụng bơm ô tô, bơm xe máy. Ô tô thì 4 chỗ đó thôi nha mọi người. Bơm phao, bơm xe đạp, bơm bể bơi đồ này kia, tùy theo mọi người thích bơm gì bơm. Nó đây này, 12V tới 13.5V là kia vốn tối đa của bình ắc quý á. Hoặc là mọi người có thể kẹp cục pin 12V của mình. Rồi, kia đồng hồ của nó thì là nó lên mắc là 150 PSI. 150 PSI thì nó đâu đó khoảng tầm là 10 kg nha mọi người, 10 kg. Và tốc độ tối đa của nó là 35 lít trên 1 phút này. Được chưa? 35 lít trên 1 phút này. Người ta để ở đây 44 á, là có nghĩa là kia. Cái độ rộng của piston thì vậy. Đúng rồi, 44 của cái đầu. Được chưa? 4x4 này. Đó. Thì là cái bánh xe này, cái bơm hơi này thì mình đang bán với giá 250. Mình có một video test vào xe máy thì mình sẽ ghép cái video đó vào cho mọi người xem nhé. Đây bây giờ mình test cái máy bơm này nha. Cái lốp xe này là mình đã xi hết hơi rồi. Xi hết hơi rồi nha. Đó. Được chưa? Rồi là đây này, áp ở đây đang là không này, được chưa? Rồi mình sẽ bấm dây luôn nha mọi người. Xem nó bơm bao nhiêu đâu vào đây. Yeah. Rồi bắt đầu này. Bắt đầu. Được chưa? Rồi. Khi nào bắt đầu đầy hơi trong ốp thì nó sẽ lên áp suất nha mọi người. Cái này mình chưa đầy hơi trong ốp này, 16 giây đây này. Với bánh xe máy thì mình bơm khoảng 2 kg là vừa nha mọi người. Còn ô tô thì 2,6 kg. 30 giây. Máy chạy cũng rất là êm nha. Rồi, 2 kg. Dừng, tắt, 55 giây, 55 giây, 2 kg, cứ ngắt rồi, chưa? OK, 55 giây, 2 kg, 250 nhá mọi người. Rồi tiếp theo là cái kẹp chữ C này, kẹp chữ C này thì mình còn ít thôi, còn khoảng hơn 20 cái. Thì bên đó luôn cho mọi người xem cái kích thước của kẹp chữ C này. Hàng này là hàng mới nhưng nó về theo đường đầu bài nên là này, mọi người thấy có một chút reset ở đấy không? Đó. Có một chút reset thôi nha mọi người, chứ nó là đồ mới nhá. Đây, kẹp chữ C này thì hầu như là
thợ điện, thợ mộc, thợ cơ khí hay chế tạo nó chứ cũng phải cân tới nó nha mọi người. Ví dụ như mọi người muốn dán một cái gì đó hay làm một cái gì đó cũng phải cân tới nó nhá. Ở đây mở tối đa 5 phân này. Như thế này, tới đây là tới 17 phân này. Chưa? Còn là độ dày. Cái này rất là dày. Cái này tới 2 phân rưỡi này. Đó. Chỗ này là 1 phân này. Chỗ này cũng gần 1 phân này, 1 phân này. Đó, rất là dày nha mọi người. Bao ngon luôn. Đó, còn có cái rổ để mọi người không làm thì treo với cả dày cho nó tiền này. Kẹp chữ C này thì có giá 65 ngàn một cái nha mọi người. 65 ngàn một cái kẹp chữ C. Tiếp theo là cái này nha mọi người. À, cái này là cái mai hai đá. Cái mai hai đá thì bên con một bộ này thôi. Cái này là một bên này là cái đánh bóng mọi người này, cái đánh bóng này. Bên đây là một cái đá mai thô này. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng tầm trung chứ không phải thô đâu. Đó. Rồi nó còn có thêm một cái bộ bộ mai khuốn như thế này mọi người này, mai khuốn giấy như thế này. Thì là mọi người có thể bắt nó vào đây. Bắt nó vào đây để sử dụng nha mọi người. Đó. Đó, sử dụng để mày khuôn rồi mày góc rồi mai đâu này kia đều đều được. Và cái này thì là hãng nó vẫn cho đi kèm theo một bộ mũi mai như thế này này, mũi mai hợp kim và mũi mai đá này, và đi kèm theo cả cái gì khóa này, đây khóa này, đó đầy đủ hết nhá. Đó rồi là cây dự dự này, rồi túp lá lớn này, có túp lá nhỏ ở trong đây nữa rồi này. Đó thấy không, mọi người cũng có thể để mũi khoan nhỏ vào đấy để khoan giống như kia kẹp motor bên bản á. Đó rồi khi mọi người mua cái này á thì bên vẫn sẽ là khuyến mại tặng tặng cho mọi người một cái này, tặng cho mọi người một cái này. Cái này là cái cản chuyển điện từ 220V qua 110V để mọi người sử dụng được cái này. Cái này thì nó rất là nhẹ điện nha mọi người, rất là nhẹ điện, nó chỉ có 50W thôi, 50W thôi, mọi người dùng cản ok nha mọi người. Dùng cản ok. Yên Mẫn này á là một hãng nội địa Nhật nhưng mà nó sản xuất ở Trung Quốc, mình nói rõ. Hàng này điện 100V thì chắc chắn là sử dụng ở nội địa Nhật rồi. Nhưng mà nó sản xuất ở Trung Quốc, nhà máy thì đặt ở Trung Quốc nha mọi người. Chỉ là nhà máy đặt ở Trung Quốc thôi. Cái gì thì mình phải nói rõ cái đó chứ không mất công mọi người nói thế này thế kia rồi. Cực lắm nha. Đây, nó còn có cái chắn, chắn để khỏi bị văng bụi đồ văng đồ lên trên mắt mình này. Rồi mình test thử nó cho mọi người xem này. Đó, cái này đánh bóng này. Đó, con mới luôn nha mọi người. Đó, máy chạy thì rất là êm. Rồi, bộ này là 1 triệu. 1 triệu, bộ này là 1 triệu. 1 triệu nha mọi người, 1 triệu. Chuyển khoản, thì mình báo ship là thứ nhất tiền ship cũng phải 40 ngàn nữa nha mọi người. Mọi người ship code thì tiền ship là 40 ngàn nhá. Và mình còn tặng thêm cho mọi người một cái bộ cản này nữa. Thì thay ra nó còn đâu đó khoảng 900 ngàn thôi nhá. Bộ cản điện này nữa. Thì nó còn khoảng 900 ngàn thôi. Còn mọi người ship code thì thêm 40 ngàn tiền ship vào cho mình là 1.040.000 nhá. Rồi tiếp tới là mấy cái này. Cái này là cái sống tinh dầu của Tabasa. Đây, cái này á là nó là sử dụng thị trường Nhật nhá mọi người. Hôm bữa mình cứ tưởng là nó là đây mọi người xem cái này này, mình cứ tưởng là nó là của Trung Quốc, mình cứ tưởng nó là của Trung Quốc, cho nên là mình bật cái phần mềm dịch từ tiếng Trung Quốc qua tiếng Việt thì không có dịch được, cuối cùng mình phải bật mình phải chọn là chế độ từ tiếng Nhật qua tiếng Trung qua tiếng Việt Nam thì mới dịch được, thì ra là nó là của Nhật đó, của Tabasa. Hồi trước mình cứ tưởng là nó là của Trung Quốc sản xuất xuất cho Nhật, nhưng mà sau này thì mình mới dịch lại cái đó thì mình thấy ủa tại ra là tiếng 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 Trung Quốc dịch được mà nó tiếng Nhật đó. Ở trong đây nó có sẵn một cái lọc này, mọi người lưu ý cho mình là đổ nước tới đây cao hơn cái này một xíu xíu thôi hoặc bằng cái này thôi, xong rồi mọi người cắm điện vào đợi một chút, đợi một chút để cho nước nó thấm hết vào cái đầu lọc này cái đã thì nó mới phun tinh dầu lên nhá mọi người. Phun lên, mọi người có thể là nói là phun tinh dầu sống tinh dầu, nhưng mà thật ra là mọi người đổ nước lọc của mình vào, sau đó mọi người có thể bỏ bất kỳ cái tinh dầu gì vào, mọi người muốn bỏ dầu tràm, dầu xạ hay dầu phật tín hay cái gì nó xông lên cái mùi đó cho nó
thơm cái phong thôi nha mọi người. Đó, có một cọng dây sạc này mà mọi người về cắm vào cọng giấy này, mọi người về cắm vào cục sạc dự phòng của mình, và cục sạc dự phòng hoặc cục sạc điện thoại á, rồi cắm vào đây, bật ở đây. Khi mọi người bật một cái thì nó sẽ sáng đèn, sau đó một chập sau thì nó sẽ phun lên. Ok, nó còn có đi kèm một cái đầu lọc để thay thế đấy nữa mọi người này. Đó, ở đấy á, thì mình không thể kì nó ghi cái nơi sản xuất, nhưng mà bên dịch ra thì là tẻ ra nó là tiếng Nhật chứ không phải tiếng Trung Quốc. Đầu tiên mình cứ nghĩ là của Trung Quốc xuất Nhật, nhưng mà bây giờ thì mình lại không thấy kia 03 đâu, 03 là của nước nào đó, hình như 02 là của Trung Quốc, 01 là của Mỹ, còn 03 không phải biết của Nhật hay không mình cũng rõ nữa. Đó, đây mọi người thấy không, nó không ghi nơi sản xuất mà bên dịch ra thì là tiếng Nhật chứ không phải tiếng Trung Quốc. Rồi là cái này sống tinh dầu này á, thì mọi người nhìn cho mình nhá, có những cái á là vỏ ngoài nó cũ như thế này, nhưng mà thật ra nó đồ mới. Mở nó ra vì nó còn có kia tấm nhựa đây này, nhựa đây này, nó che ra đây nên là nó mới 100%, chưa qua sử dụng nhá mọi người, nó vẫn đẹp như bình thường. 45.000 một cái nhá, sống tinh dầu 45.000 một cái. Rồi tiếp theo là cái giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại thì cái này là của Hàn Quốc nhá mọi người, của Hàn Quốc nhá. Vì nó, vì sao mình nói là nó của Hàn Quốc, đây nó có in rõ rồi này. Mở lên làm sao trời. Nhấn vào chỗ nào đấy? À đây 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 đây, có nút nhấn ở đây này, là sẽ bật lên. Đúng rồi. Này, Made in Korea nhá, của Hàn Quốc đó nhá. Nó rất là cứng chắc, dùng rất là đã nha mọi người. Đó, điện thoại mọi người để đứng thế này, để ngang thế này, để cái gì cũng được, để máy tính bàn. Đó, để trên bàn. Cái này á thì nó có một miếng dán để mọi người dán trên xe ô tô để mà để cho nó khỏi bị rơi rớt. Đây, miếng dán dán trên xe ô tô này. Đó. Hoặc là mọi người không muốn để ô tô thì mọi người vẫn để miếng dán này, mọi người để trên bàn, nó vẫn hít rất là hay nha mọi người. Hít nó hạn chế bị rớt. Được chưa? Hạn chế bị rơi rớt. Đây, một miếng dán 3M này. 3M thì mọi người biết rồi. Chuyển về miếng dán, hàng xịn mới có 3M thôi nha mọi người. Một miếng dán 3M này. Đó. Cái này á là đỡ điện thoại 1, nó có giá là 40.000. Đỡ điện thoại 1 nó có giá là 40.000. Tại vì sao mình nói 1, vì mình còn 1 rồi 2 nữa. Đỡ điện thoại 1 40.000. Và loại này là loại 2. Loại 2 này thì nó không có hộp, không có hộp như cái kia. Là thứ nhất, thứ hai là nó không có cái miếng dán ở phía dưới này. Mọi người vẫn để bàn được bình thường, không để ở trên xe ô tô được thôi. Để bàn thì bình thường nha mọi người. Đó, nó cũng y chang không khác gì hết. Rồi, Made in Korea này, được chưa? Của Camino. Đó, bình thường thôi. Đó, thấy chưa? Rồi, rất là gọn như con chuột ấy. Rất là hay, như con chuột ấy. Cái giá đỡ điện thoại 2, đỡ điện thoại 2 nó là 30.000 nha mọi người. Và tiếp theo một cái này rất là hot, được rất là nhiều người thích và mua này, là cái này, cái tập tay. Đó, cái này là hàng mới 100%, nhưng mà để ngoài bãi lâu ngày thì nó có bị rỉ sét một xíu thôi. Nhưng mà nó là hàng mới nha mọi người, của Nhật đàng hoàng nha. Đó, người ta tính toán cái lực ở những cái này này, tất cả là nó đều bằng nhau hết. Nên mọi người tập một lúc hai tay á, nó rất là đều tay, không có sáo nha mọi người. Chứ không phải là giờ tập cái này 5 cái, mình tập đấy 5 cái, chập nó mệt rồi tập đấy 5 cái, tập đấy được 4 cái à, thì cái tay nó không có, tay mình nó không có đều. Đây, nên mua hai cái tập như thế này, đó. Rất là đã nha mọi người. Đó, cảm giác này, nó mạnh ở đây này. Đây này, đây này, đây này, và cả con chuột nữa, nó hoạt động hầu như cả cái tay của mình luôn. Được chưa? Cái này á, thì là tay tập thể dục 30.000 một cái, 30.000 một cái này nha mọi người. 30.000 một cái nhá. Đó, rất là sướng, 30.000 một cái nhá. À, tới tới đấy á thì là hết những sản phẩm trong video này rồi, nhưng mà cho mình nhắc là một cái là hôm nay là ngày 20 mấy rồi ta? Hôm nay là ngày 27. Mọi người mua hàng vào ngày hôm nay thì mãi là ngày 28 thì mình sẽ gửi hàng, và sau đấy thì mọi người sẽ nhận được. Còn lại mọi người mua hàng là ngày 29, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì là ngày mùng 4
mình mới gửi hàng được, ngày mùng 4 mình mới gửi hàng được nha mọi người. Tại vì Viettel người ta nghỉ là từ ngày 29 cho tới ngày mùng 3, ngày mùng 4 người ta mới bắt đầu đi làm lại, thì là người ta vẫn nhận hàng. Mọi người nhận hàng á, thì là trong mọi người đặt hàng trong những ngày đó á, thì mình vẫn gọi đi, nhưng mà mình sẽ không gửi cho Viettel, tại vì tới ngày mùng 3, mùng 4 gì đó người ta mới gửi hàng đi, thì người ta vẫn nhận hàng đó, nhưng mà người ta không gửi đi thì mình đưa tới kho người ta mất công là trục trặc hay mất hay là không được bảo quản tốt gì đó, cho nên là mình sẽ là giữ lại tới ngày mùng 4 thì mình mới gửi đi được nha mọi người. Đó, lưu ý là mọi người, những người mà mua hàng từ ngày 26 ngày 22 6 ngày 28 á, thì là tới ngày mùng 4 mình mới gửi hàng được. Còn mọi người mua hàng vào ngày 28 á, thì là tối hôm nay là ngày 27 và ngày mai là ngày 28 á, thì mình sẽ cố gắng gửi đi trong ngày 28 để là ra lễ mọi người có thể nhận hàng được nhá. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, sức khỏe, bình an bên gia đình. Cảm ơn mọi người nhiều.